U1 là một trong những căn cứ địa cách mạng quan trọng ở khu vực miền Đông Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Căn cứ tỉnh ủy Biên Hòa U1 được thành lập vào tháng 9 năm 1965 tại Bầu 17, xã Bầu Hàm, nay thuộc địa bàn xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom. Đây là nơi lãnh đạo phong trào cách mạng của quân và dân các địa phương. Di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh ngày 21 tháng 4 năm 2005. Khu di tích căn cứ tỉnh ủy Biên Hòa U1 được xem là một trong những hình tượng của truyền thống lịch sử đấu tranh quật cường của Đảng bộ và quân dân Biên Hòa, Đồng Nai, không chỉ trong kháng chiến mà trong cả sự nghiệp thiết kế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kể từ khi công trình cụm tượng đài và nhà lưu niệm truyền thống đi vào hoạt động, nơi này đã trở thành địa chỉ đỏ cho du khách trong và ngoài tỉnh tìm đến. Những năm qua, từ khi thành lập trùng tu lại tôn tạo khu di tích U1 từ năm 2005, thì đơn vị trung tâm văn hóa trước kia là thư viện nhà truyền thống đã phối hợp với lại bảo tàng tỉnh lên cái kế hoạch để sưu tầm dài hạn các cái hiện vật, kỷ vật, hình ảnh của khu di tích U1. Thì đến năm 2018 khánh thành cụm tượng đài của di tích thì đã sưu tầm được hơn 300 hiện vật, hơn 250 hình ảnh gốc về cái quá trình hình thành và phát triển di tích và các cái nhân chứng của di tích. Xin hình ảnh, xin những cái hiện vật mà các cô các chú đã từng tham gia chiến đấu ở đây để tạo nên một cái trang sử cho của tỉnh cũng như là của huyện Trảng Bom, ghi lại những cái dấu ấn mà các cô các chú đã kháng chiến tham gia ở khu căn cứ tỉnh ủy U1 này, thì mình sẽ thấy được cái bối cảnh lịch sử của những giai đoạn chống Mỹ của các cô các chú trong của khu di tích U1. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và phát triển du lịch có mối quan hệ chặt chẽ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Hệ thống các di tích lịch sử văn hóa là tài nguyên để phát triển du lịch và ngược lại. Trong quá trình sưu tầm thì cũng tìm ra được những cái tài liệu, những cái lá thư mà có những cái nội dung thực sự là hết sức là cảm động. Khi mà mình đọc, mình cảm thấy rất là xúc động khi các cô các chú ở một nơi xa, ở một chiến trường, viết lại những cái tình cảm tâm tư gửi về cho gia đình, cho người thân, cho người thương yêu của mình, để gửi gắm những tâm tư, và có những người cũng đã hy sinh để lại những cái bằng chứng để chứng tỏ ra một cuộc chiến tranh khốc liệt, nhưng người ta vẫn là yêu đời, vẫn vì tinh thần kháng chiến, chiến đấu hết mình, đem lại độc lập dân tộc. Tiềm năng phát triển du lịch huyện Trảng Bom còn rất lớn. Di tích U1 chính là di sản có tính chất, giá trị to lớn. Hiện còn giữ được nhiều hiện vật mang tính lịch sử mà nếu được phát huy một cách đúng mức sẽ biến chúng trở thành tài nguyên du lịch. Để tận dụng lợi thế này, thời gian qua, việc xây dựng sản phẩm du lịch của huyện đang được thực hiện gắn với việc phát huy văn hóa truyền thống, lợi thế tài nguyên du lịch và đặc biệt là kết nối các khu, điểm du lịch và các di tích lịch sử văn hóa, từ đó hình thành các tour du lịch đặc trưng cho địa phương. Cũng từ đây, giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống ngày càng lan tỏa hơn.